Cuối cùng tao cũng đã bắt được mày rồi. Mày nói đi, bảo vật của tao mày giấu đi đâu rồi? Khai báo! Đừng có nghĩ lấy thông tin dễ như thế. Chắc chưa. A few moments later. Quả ta cha. Ấy, mày giấu bảo vật của tao đi rồi, khai báo. Tao không khai. Quả cha. Vào em sẽ đi Okamoto, cây đồ săn bót tỷ lệ rất đồ hiếm cực cao, mấy cái đồ ngon như đồ long đao đây. Anh hùng xạ yêu Gamuta, võ lâm ngũ bá, càn phá giang hồ.